Thưa quý khán giả và các đồng chí, hôm nay kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, ngày để tôn vinh lao động và gây dựng đoàn kết lao động, là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Ở nước ta, tháng 5 hàng năm cũng được chọn làm tháng công nhân. Theo đó, năm nay trong tháng công nhân, các cấp công đoàn sẽ tập trung triển khai 5 nhóm hoạt động trọng tâm, gồm chương trình đối thoại, diễn đàn vì doanh nghiệp, vì công nhân, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, tổ chức chương trình mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã công bố lấy tháng 5 hàng năm là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với nhiều chính sách quan tâm đến người lao động như thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động.